Rất vui được gặp lại cô chú anh chị cùng quý hàng, quý nhà đầu tư đang xem trên kênh Nhà đất Sài Gòn và Nhà đẹp Sài Gòn. Hôm nay thì để đến với buổi đẹp trời hôm nay thì chúng đang có mặt ở đây tại đường Nguyễn Oanh, phường 17 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để gửi đến cho cô chú anh chị xem có một siêu phẩm biệt thự góc hai mặt tiền nằm ở một ngay cái trục đường Nguyễn Oanh này, đi vào rất là gần luôn. Nằm ở một cái vị trí vô cùng đắc địa ha. Và cái ở đây là gần trung tâm chợ điện máy rồi siêu thị rồi đường xá thì đông đúc như thế này, gần những cái ngân hàng ha, rồi trường học. Căn biệt thự này chúng gửi đến cho cô chú anh chị xem là tại vị trí này chúng ta di chuyển vào tầm khoảng 100m thôi và đang có cái mức giá chào bán khá hợp lý luôn. Thì từ vị trí này chúng ta di chuyển về hướng này là chúng ta ra ngoài, đây là đường Nguyễn Oanh ha, đây cho chúng ta di chuyển ra hướng ngã năm Chuồng Chó về hướng sân bay tầm khoảng 4 km. Rồi xin mời cả nhà theo chân Nhà đất Sài Gòn và Nhà đẹp Sài Gòn di chuyển vào bên trong để cùng khám phá toàn bộ cái không gian của căn biệt thự này nha. Một căn biệt thự này có diện tích là bề ngang 8m, chiều sâu là 18m, đúc một lửng 3 tầng lầu, góc hai mặt tiền, đường to, view công viên, vị trí thì không phải bàn, sát với mặt tiền đường Nguyễn Oanh. Khu này thì đông đúc, sung túc và sầm uất nhất khu này nhé. Đây thì trước khi vào bên trong thì chúng mời cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta khám phá toàn bộ cái khu dân cư của mình đang sinh sống đây ha. Thì hiện tại thì căn biệt thự này thì view là view công viên. Trước cửa là chúng ta sẽ có một cái công viên nè, có ghế đá nè, rồi hàng cây bóng mát để mà sinh hoạt cho cái khu vực này nha. Đi đây em ơi. Đó. Đây là toàn bộ cái cảnh quan khu vực mà khu dân cư của nhà chúng ta nha. View công viên thì chiều đến họ ra đây sinh hoạt. Của cái khu phố này là khá đông, khá sạch sẽ. Xe cộ quá trời luôn. Đó, hiện tại thì căn biệt thự này là góc hai mặt tiền sát với đường Nguyễn Oanh. Đẹp chưa? Đó, công viên là có cả cầu tuột nè, chiều đến cho trẻ em ra đây chơi là khá hợp lý luôn. Ở cuối đường chúng ta cũng có những căn biệt thự rồi xe cộ đó đông đúc tấp nập như thế này. Rồi thì chúng sẽ mời cô chú anh chị cùng quý hàng, quý nhà đầu tư mình khám phá một vòng xung quanh khu vực cảnh quan ở xung quanh căn biệt thự hôm nay chúng gửi đến cho đại gia đình xem trên kênh Nhà đất Sài Gòn và Nhà đẹp Sài Gòn nha. Đó, bên đây là cái hông, bên hông nhà chúng ta đây. Nhà là góc hai mặt tiền. Hiện tại thì xe cộ để đây là né nhau được, về đây là an ninh rất là tốt. Xe cộ chúng ta có thể để bên ngoài được luôn nha. Nhà thì một trệt, một lửng và ba tầng lầu, mái ngói ở trên. Thì căn này thì chung khảo sát sơ bộ qua thì gần như là căn đẹp nhất của khu vực này. Và đây là toàn bộ cái khu dân cư của nhà chúng ta nha. Trước cửa là công viên và mặt sau là mặt bên hông và mặt sau rất là nhiều những căn biệt thự và trường học ha. Đây là cái view ở đây thì phải nói là quá tuyệt vời luôn. Đây có cái trường học mà cao đẳng quốc tế luôn đó cô chú chị, ngay nằm ngay trường cao đẳng quốc tế ha. Và khu dân cư của nhà chúng ta thì cái căn biệt thự này thì chung cả khảo sát qua là một cái căn đẹp nhất luôn của khu vực này. Rồi chúng mời cô chú chị cùng đại gia đình chúng ta theo chân Nhà đất Sài Gòn và Nhà đẹp Sài Gòn mình di chuyển ra bên trước ha, mặt trước chúng ta đi vào. Bên này thì chúng ta có một cái cửa bên hông nữa nè. Cửa bên hông này đi vào cũng được nhưng mà chúng ta sẽ đi bằng cửa trước nha. Ở đây là toàn bộ cảnh quan
khu dân cư của nhà chúng ta đây. Đó. Công viên và đó. Góc hai mặt tiền rất là thoáng. Căn này nằm cách đường Nguyễn Oanh tầm khoảng hơn 100m, thì cách với lại đường Nguyễn Oanh thì hơn 100m, cách sân bay thì tầm khoảng hơn 3 km thôi cô chú chị. À, là chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi chúng mời cô chú chị cùng quý hàng quý nhà đầu tư theo chân Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn mình đi vào bên trong để cùng khám phá cái căn biệt thự này. Hiện tại thì gia chủ làm ở bên hông thì có cái hàng cau, rồi tiểu cảnh khuôn viên khu vực sân vườn. Trước cửa nhà chúng ta có những cái chậu thác nước như thế này, bình nước ha, để làm cho cái căn nhà của căn biệt thự này nó thêm đẹp. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có một mái ngói, ở giữa đây có một cái cửa cuốn lên xuống. Bên trong thì gia chủ làm ốp đá lên cao lên tới bên trên, và xung quanh bên ngoài của căn biệt thự này á thì họ bắn sơn bắn đá luôn á. Thành thử là cái độ bền và độ chắc chắn của căn biệt thự này nó rất là tốt. Toàn bộ cái cảnh quan. Đây là khuôn viên khu vực phòng khách của nhà chúng ta. Một căn phòng khách khá lớn, rộng rãi, thoải mái luôn. Mé bên này thì ta ngồi tiếp khách. Rồi bên đây thì chúng ta làm văn phòng công ty ngồi. Có nghĩa là nhà này vừa ở vừa làm văn phòng vừa làm công ty gì cũng hợp lý hết nha. Đó. Rất là rộng, thông thoáng, thoải mái luôn. Một cái không gian khá rộng. Căn này thì sẽ có, căn biệt thự này sẽ có một lửng và 3 tầng lầu. Thì không gian phòng lửng ở bên trên thì gia chủ làm để làm cái khu vực phòng đó là phòng bếp nha. Và bên dưới này là hiện tại thì phía sau nè. Đây là cái gara ô tô và phía sau. Gara ô tô này thì sẽ có cái đường bên hông, đi ra là cái cửa bên hông. Nhưng mà nói chung đi bằng cái cửa chính đi qua rồi. Thì hiện tại thì khu vực này là họ làm gara để xe nè. Đó. Từ bên trong chúng ta nhìn ra toàn bộ cảnh quan bên ngoài ha. Đây là một cái view tuyệt vời luôn. Nhìn rất là đẹp, thông thoáng, thoải mái. Vì căn biệt thự này có diện tích bề ngang 8m mà đất ở Gò Vấp ngay trung tâm quận Gò Vấp mà có cái diện tích 8m tới 10m thì phải nói những căn biệt thự quá tuyệt vời. Và những cái ở cái vị trí này thì nó VIP lắm. Đèn chùm trang trí nè, không gian cao ráo nè. Cột này là sơn giả đá luôn. Thì sau khi khám phá một vòng ở xung quanh bên ngoài và khu vực phòng khách rồi thì chúng mời cô chú chị cùng quý nhà hàng, quý nhà đầu tư chúng ta di chuyển lên trên tầng trên để cùng khám phá tiếp ha. Đây là cái cầu thang đi lên. Cầu thang đi lên thì gia chủ làm cái cầu thang này rộng lên đến khoảng 1m6 ha. Đây là khoảng 1m6. Lên rất là rộng rãi, thoải mái. Tại không gian tầng lửng này thì gia chủ thiết kế làm một cái phòng gọi là phòng bếp á, phòng bếp, phòng ăn. Đó. Đây là khu vực phòng bếp, phòng ăn nha, trưng bày. Rất là tuyệt vời luôn. Phòng cái tầng lửng, đã gọi là tầng lửng thì nó không quá cao, nó vừa thôi, nhưng mà nó vừa đủ cái không gian, đủ ánh sáng từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Khu vực tầng lửng này cũng có nhà vệ sinh ở bên dưới nè. Đây là khu vực phòng bếp. Họ làm cái cửa sổ này ra để mở cửa ra là gió nó bay mùi từ bên trong ra bên ngoài, làm cho cái không gian của căn biệt thự nó thêm thoáng. Và
Hiện tại thì cái căn biệt thự này như Trung quay qua và khảo sát từ ngoài vào trong á, thì gia chủ rất là yêu thích cái gam màu đồng á, đây là màu đồng, và họ thiết kế trang trí một cái cách gọi là ấm cúng hài hòa. Cái màu này nó kết hợp với lại cái màu đèn vàng của căn nhà, nó nhìn ấm cúng lắm ha. Từ bên đây chúng ta nhìn qua bên khu vực phòng khách ở bên dưới nè. Rồi thì sau khi khám phá một vòng thì Trung sẽ mời đại gia đình ta di chuyển lên bên trên để cùng Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn mình khám phá thêm nha. Rồi sau khi khám phá một vòng bên dưới thì Trung mời cô chú anh chị cùng theo chân Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn mình lên bên trên để khám phá ha. Căn này thì hiện tại khu vực lầu 1 này chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ lớn. Bước lên là một cái phòng rất là lớn nằm đây ha. Và ở bên có một cái phòng nhà vệ sinh ở giữa để sử dụng chung cho 3 phòng. Đó. Khuôn viên nhà vệ sinh rất là rộng, thoáng, sạch sẽ, đẹp luôn. Bên đây là có một phòng nữa. Hiện tại thì phòng gia chủ đang ở nên Trung cũng không có tiện quay bên trong, chỉ quay đại diện cho đại gia đình mình xem những cái phòng to, phòng lớn như thế này. Đó. Phòng rất là rộng, thông thoáng, cao ráo, sạch sẽ và đặc biệt là có cửa sổ hết xung quanh. Phòng nào cũng có cửa sổ ha, để cho nó đối lưu không khí nó vào. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên bên trên lầu 2 đây nha. Khu vực lầu 2 đây thì hiện tại thì làm gia chủ làm một cái phòng thờ thôi, phòng thờ và sân thượng phía sau. Đây là không gian khu vực phía trước là một cái không gian phòng thờ. Phòng thờ của gia chủ rất là to luôn á. Đây là phòng thờ. Đây là cái khu vực tại chúng ta đang ở tại khu vực lầu 3 nha. Xung quanh nhà chúng ta đây. Đó, khu dân cư đông đúc, sung túc. View công viên ở bên dưới ha. Xe hơi về đây chúng ta đậu thoải mái luôn. Đó, không cần phải tốn tiền gửi xe ở bãi làm gì nha. Đó. Khuôn viên khu vực phòng ở giữa tại lầu 2 đây thì nó là không... Ở trên là áp mái rồi, phòng ở giữa là phòng trống. Khu vực này chúng ta có thể là làm phòng nhà vệ sinh hay là phòng giặt, phòng ấy gì đó cũng được ha. Còn bên trên đây á, phía sau á là khu vực sân thượng. Sân thượng này làm mái cao lên như thế này, xung quanh thì làm cái gì? Sắt á, sắt rào lên trên. Vâng, căn biệt thự mà Trung vừa mới quay qua thì cô chú anh chị cùng quý hàng, quý nhà đầu tư xem qua là nằm tại đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đi vào căn này thì nằm ở một cái vị trí vô cùng đắc địa. Giá bán toàn bộ cái khuôn viên của căn biệt thự góc hai mặt tiền này á chỉ có 26 tỷ đồng. Chúng ta còn được thương lượng. Ai quan tâm thật sự tới căn biệt thự này, liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình để Trung sẽ kết nối trực tiếp với chủ nhà bán hoặc cho thuê, nhưng mà thôi ưu tiên bán đi, bán 26 tỷ mua đại khỏi mất công thuê góc hai mặt tiền. Rồi rất cảm ơn mọi người luôn đồng hành và theo dõi hết video hôm nay. Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn xin chào và hẹn gặp lại.